Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình quay chú Phương mình cưa cái cây dừa siêu khó nha các bạn, siêu trái luôn. Chú mình đang giũa cây cưa để chuẩn bị leo lên cây nha. Cây máy cưa đó là cây máy cưa G370 nha. Còn cái cây mà đang tăng dây sên ở đằng sau đó là cây máy cưa S-Tin 250 nha. Rồi chú mình xách máy cưa đi vô cây dừa các bạn ạ. Cây dừa này nó nghiêng vô nhà dữ lắm nha các bạn. Để mình quay lên nha. Cây dừa này trái cũng rất là nhiều. Cô có trái kiến không cô? Trái xịt kiến không cô? Hỏi cô coi. Cô có trái xịt kiến không? Quá kiến rồi cô ơi. Dạ. Rồi chúng mình sử dụng cây máy cưa S-Tin nha các bạn, 250 nha. Rồi chúng mình máng máy cưa chuẩn bị leo lên cây các bạn ơi. Rồi, chúng mình ở trên đó cuột cái quầy dừa để thòng xuống các bạn. Đang lòn cái con dây các bạn ơi. Rồi, chúng mình cuột cái quầy kia luôn. Trái khít trái dần khó cuộc về. Rồi, một quầy rồi đó.
Rồi chúng mình cuột cái quầy dừa hôm nay cắt để trên nóc nhà các bạn, hai quầy nữa nha. Rồi chúng mình cắt quầy dừa bên kia nha các bạn. Rồi đứt cọng dây luôn rồi các bạn ơi. Cắt đứt cọng dây luôn à. Bây giờ cuộc dây lại rồi đó các bạn ơi. Rồi đứt cho đó. Máy cửa. Chú thả mấy cái quầy dừa trên nóc nhà xuống. Nói xuống đi. Hai ba quầy này chứ. Nói, xuống nói, đi, xuống đi. Rồi, quầy dừa xuống nè. Dưới này hai quầy, trên đó còn quầy nè. Ôi dừa kìa. Lôi ra ngoài luôn đi, lôi ra đó luôn đi. Đã để ngay đó luôn cũng được nữa. Ừ, luôn đi. Để đó đi. Mình tàu lá cho rớt xuống nha các bạn. Vừa này nằm ở vị trí khó các bạn, cho nên hơi lâu một tí nha. Các bạn hãy theo dõi như thế nào nha các bạn. Các bạn mà thấy hay thì hãy ủng hộ mình. Cô chú anh chị nào mà có cây nào mà siêu khủng, siêu to, siêu khó gì đó, gần nhà thì có cơ hội liên hệ chú nha. Số điện thoại
túc trên cao luôn. Căng các bạn. Oh.
Rồi thì mình đến đây xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Các bạn nhớ đăng ký, nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn.